Các bạn thân mến, trong quá trình sử dụng máy tính, nhiều khi vì một lý do nào đó mà chúng ta lỡ tay xóa tài liệu, hoặc có khi chúng ta đã xóa cái tài liệu từ rất lâu và chúng ta muốn cần đến thì chúng ta khôi phục lại. Hôm nay, Đức Huy Lê Challenge sẽ hướng dẫn các bạn cách phục hồi file dữ liệu đã xóa trên ổ cứng USB và thẻ nhớ. Điều kiện để phục hồi lại dữ liệu đã xóa đó là cái ổ cứng của chúng ta hoặc USB chúng ta, các bạn không được format hoặc thay đổi cái đường dẫn, đặc biệt là trong các cái thư mục ở trong ổ cứng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành. Ví dụ chúng ta sẽ xóa tất cả các cái file này trong USB. Ở đây tôi đã đặt các cái file cơ bản mà chúng ta thường dùng, đó là file Word, Excel, file ảnh và file WinRAR. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xóa. Ấn phím Shift đen xóa hoàn toàn, không đưa vào thùng rác. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phục hồi lại các file đã xóa trong USB. Các bạn kích vào chữ hiển thị thêm bên dưới video về máy. Đây là một phần mềm hoàn toàn miễn phí và có giao diện tiếng Việt. Sau khi tải phần mềm về máy, các bạn tiến hành giải lén. Các bạn kích chuột phải, chọn WinRAR Extractor. Ở đây chúng ta sẽ giải lén bằng phần mềm WinRAR. Và các bạn nhập mật khẩu là Đức Huy Lê. Ở đây Đức Huy Lê tức là tên của kênh. Sau đó các bạn kích OK. Đây chính là cái phần mềm của chúng ta đã được giải lén. Bây giờ các bạn kích đúp vào file cài đặt để tiến hành cài đặt phần mềm Recuva. Các bạn có thể quan sát thấy rằng là phần mềm có thể hỗ trợ tiếng Việt nên là chúng ta chọn giao diện tiếng Việt để thuận tiện trong quá trình sử dụng. Các bạn kích Next. Như vậy, giao diện phần mềm đã chuyển hoàn toàn sang tiếng Việt. Các bạn chọn tiếp, bạn bỏ chọn 4 cái bên dưới đi. Chúng ta chỉ tạo cái shortcut ở trên desktop thôi. Và kích cài đặt. Đây là một phần mềm nó có giao diện tiếng Việt và hoàn toàn miễn phí. Và cái phục hồi cũng khá hiệu quả, vì vậy tôi đã lựa chọn để hướng dẫn cho các bạn. Đây, các bạn bỏ chọn cái tích này đi và kích vào chữ hoàn thành, chạy ngay phần mềm Recuva. Đây là giao diện của phần mềm. Các bạn kích tới. Ở đây cái loại file mà phần mềm có thể phục hồi được như file hình ảnh, nhạc, tài liệu, phim và các cái file WinRAR, thậm chí cả email. Ở đây các bạn chọn All File và kích tới. Ở đây là vị trí của tập tin mà chúng ta đã bị xóa, thì các bạn có thể chọn được các mục ở đây. Ở đây tôi sẽ chọn là trong vị trí duyệt và chọn tới USB. Sau đó kích OK. Và ở đây chúng ta kích tới. Ở đây là các cái tính năng nâng cao. Thì nếu mà các bạn tích vào dấu tích ở đây thì nghĩa rằng là nó sẽ tìm các cái file đã xóa rất là khó và từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên là cái này tôi nghĩ là bật cái này nó cũng không hiệu quả, bởi vì khi chúng ta có tìm thấy thì cũng không phục hồi được. Sau các bạn kích bắt đầu. Đây, các bạn quan sát thấy rằng là phần mềm đã kê ra các cái file mà nó tìm thấy. Những cái file có hiển thị màu như thế này có nghĩa là chúng ta có thể phục hồi được. Thì các bạn tích chọn các cái file này. Và sau khi chọn xong các file cần phục hồi, các bạn kích vào chữ phục hồi ở bên dưới đây. Tiếp đến chúng ta sẽ chọn cái thư mục mà lưu cái file sẽ phục hồi. Đây, tôi sẽ lưu trên desktop và kích OK. Ở đây có một file bị trùng với một cái file nào đó có sẵn trên desktop, nhưng mà tôi sẽ chọn là đè lên cái file đó để chúng ta kịp thời kiểm chứng. Và kích OK. Và chúng ta sẽ thoát phần mềm
Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại chất lượng của các file mà chúng ta đã phục hồi. Ở đây cái file WinRAR đã được ghi đề, đó chính là cái file bộ cài Recuva. Ở đây các bạn có thể quan sát thấy trên desktop là cái file ảnh của chúng ta đã hiện được bình thường, do đó chúng ta sẽ không kiểm tra nữa. Sẽ kiểm tra file Word. Đây, các bạn quan sát thấy rằng là cái file Word của chúng ta đã mở được bình thường và các cái phông chữ thì cũng không hề bị lỗi. Tiếp theo các bạn mở file Excel để kiểm tra. Này, cũng bình thường và không bị lỗi. Bây giờ chúng ta mở file WinRAR. File WinRAR không được gì cả, bởi vì cái file này là chính là cái file chúng ta ghi đề, nên đây chính là cái kết quả của cái file mà chúng ta đã phục hồi. Như vậy, hôm nay Đức Huy Lê Challenge đã hướng dẫn dữ liệu đã xóa trên ổ cứng USB và thẻ nhớ. Đề nghị các bạn kích nút like, nút đăng ký dưới video này để đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.